Em mà kết em nào thì alo cho em. Đấy, toàn chim đẹp, chim phè chơi rất là tốt luôn. Em đang cầm trên tay này thuần đét nha các bác nhé. Cà phê, cà pháo thoải mái vô tư luôn. Bao đấu bao hót cho các bác nha, các bác nha. Đây, em đang cầm trên tay này, chơi cực kỳ vip luôn. Đấy, điện đón rất là căng, ổn định. Em xe này vẻ hơi sợ rồi. Em quay cho các bác xem riêng em này này. Đấy. Chị Thuần cầm tay chơi như con nha. Thoải mái vô tư luôn. Chơi rất tốt các bác nha. Này, em lắc này. Coi như em lắc lồng này. Dừng lại cái hót luôn. Bao hót cho các bác luôn nhá. Về nhà là chơi. Rất là đẹp luôn. Và đặc biệt là không hề sợ người chút nào các bác nhá. Đấy, cầm chơi các kiểu. Em này thì nó hơi sợ một chút rồi. Bởi vì là con này là con cầm tay nó đóng ghê quá. Hơi sợ một chút thì em xin cho các bác này em cất em này đi. Cầm tay tiếp em này chơi cho các bác xem này. Đấy, quay một chút máy về đây nhá. Ờ, ok. Đấy nha, để em đổi nhạc đi cho nó hót, nó đấu lại nha các bác nha. Này, các bác nhìn này, chơi này. Đang vip em vip luôn nha các bác nha. Chơi như cái máy luôn. Quá vĩ luôn các bác nhá. Đây đang cầm tay chơi đấy ạ. Các bác nhìn em đang cầm cái tay này. Mà nó hót như một cái máy luôn. Đấy, em cắm bao hót cho các bác thì các bác biết là con chim nó phải chơi tốt như thế nào thì em mới dám bao hót cho các bác. Cứ mở phải ra chơi các bác nhá. Đấu thoải mái vô tư luôn. Anh em nhìn này, chim này, đầu mặt này, đẹp quá đẹp luôn. À, em zoom được, em dí sát cho các bác nhìn này. Các bác nhìn chân cẳng nhá. À, anh em nhìn chân này, chân khô đét. À, mẫu chim này thì chơi không phải nghĩ rồi.
cầm trên tay chơi đẳng cấp luôn. Tôm thì đẹp hơn này rất là nhiều luôn. Đấy, chẳng qua nhà em mấy con đực căng em bán hết đi rồi. Đấy, chuyển hết cho anh em chơi rồi nên là không còn chim để đấu với nó nữa. Nó nghe rát cả tai luôn các bạn. Rất tiếc cái là hôm nay không còn chim để đấu với em nó. Anh em bác nào kết em này nhá, alo cho em, bao chơi cho các bác luôn. Anh em mà kết thì alo cho em nhá, số điện thoại của em là 0978 767 689 các bác nhá. Mình cực kỳ vip luôn. Trời, bất chấp mọi địa hình luôn, dáng dấp bóng bộ đẹp, chân nổ sáng màu. Đấy. Chim về em chưa cho tắm, các bác nhìn. Các bác nhìn cái đầu đuôi nó vẫn còn bẩn phân này. Bởi vì em nhốt trong hộp nhỏ em để mang vận chuyển mà, gửi ô tô mà các bác. Đấy. Nên là chim nó vẫn bẩn luôn, nhưng mà chơi thì không phải nghĩ rồi, chơi quá đẳng cấp luôn. Rất là máu luôn các bác nghe.